Chào các bác, đây là cặp con loa súp siêu trầm của Yamaha rất là nổi tiếng, nó model FX 800 màu vàng cherry, đẹp thiếu hộp xốp nha các bác, hàng mạng về tuyển lựa siêu kỹ lưỡng để các bác mình sở hữu. Và đây là con Superwood Yamaha FX 800 sở hữu cấu hình bass 30 ốp gầm tự neo, mới cấu cạnh nha các bác, mới cấu cạnh nha. Đây. Em này thì em đang giao các bác là 15 triệu bao gồm phí ship nha các bác. Đây là lỗ thông hơi. Cực mới nha. Phía trước là logo cũng như là phần tinh chỉnh to nhỏ và cường độ âm thanh. Em này thì rất là nổi tiếng của hãng Yamaha rồi. FX 800 rồi tới FX 1000 rồi tới FX 1500. Con này nó có hai bản, bản màu đen nó sẽ rỉ hơn khoảng 2 triệu nha các bác. Còn bản màu vàng thì nó đắt hơn. Con màu vàng thì hiện tại hàng giao cho các bác hàng cực đẹp luôn nha, siêu tuyển cực đẹp, giá là 15 triệu đã bao gồm phí ship, chuyên khoản đủ vẫn bớt các bác là 200.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, tại em ship hàng tận nơi, cọc tiền thì vẫn giá đó nha các bác, đẹp không điểm trừ nha. Có thấy này, góc cạnh này keng luôn. Đây các bác cùng xem nha, bắt ốp gầm nha. Phía sau các bác sẽ có trạm loa và đường tín hiệu đầu vào, tất cả là chữ Nhật hết. Đây là dây điện nha, sấp điện. Đây là nút nguồn. Sấp điện là không cần công suất của đẩy hay là âm ly gì các bác, nó chỉ cần có tín hiệu là nó hoạt động thôi. Đây là đường tín hiệu đầu vào khi có kém AV vào nha. Còn trạm loa là những cái gạt cái phần tán nhiệt của phần công suất. Sấp điện là nó sở hữu một bộ công suất để hoạt động để đẩy cái bát, nên nó không cần phải gắn qua đẩy hay là gì các bác, nó chỉ cần có tín hiệu là máy nó hoạt động thôi. Đây phía dưới là một cái lỗ bass sub rất là lớn các bác. Tiếng bass của Yamaha FX 800 là một trong huyền thoại của những dòng mà sub 30 rất là hay, tiếng bass chắc khỏe vừa trưng bày đẹp giá trị. Bác nào yêu thích con FX 800 này, con này series thì ra bị mờ rồi, nhưng mình có thể thấy được cái số là 11 kia đây, 1105 nha các bác, 1105 nha, 1105. Series con này là 1105 nha, to đẹp trên 95% nha các bác. Giá bao ship là 15 triệu đã bao gồm phí ship, con này còn cả chân của sâu luôn, bác nào lấy thì alo cho em nha. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác có thể liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. FX 800 siêu trầm, vừa nghe hay, vừa có thể trưng bày, vừa phục vụ karaoke gia đình.